Đây là chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2. Tác giả Gu Duc Song. Những quan điểm bắt buộc phải từ bỏ nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Theo các bạn, trở ngại lớn nhất trong quá trình tích lũy tiền bạc dành cho cuộc sống sau khi về hưu là gì? Các bạn cứ thoải mái trình bày quan điểm của mình. Sau khi giáo sư Masu đi vào chủ đề chính, mọi người trở nên hết sức tích cực, thi nhau đưa ra đáp án của mình. Chi tiêu quá mức. Tôi thì cho rằng đó chính là chiến lược đầu tư bị động kiểu gửi tiết kiệm định kỳ. Trở ngại lớn nhất chính là không coi trọng bảo hiểm và tiền dưỡng lão. Mọi người tranh nhau nói. Các bạn đều có lý, nhưng không phải là đáp án mà tôi cần. Còn có đáp án nào khác nữa không? Bỏ lỡ thời cơ mới chính là trở ngại lớn nhất, đúng không ạ? Chú Xúc Chu nhìn giáo sư Masu và trả lời. Đúng vậy, tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Trước đây trong giờ lên lớp, giáo sư đã dùng 2 tiếng đồng hồ để nói về hiệu quả của lãi suất kép. Lúc đó em thấy những lời giáo sư giảng giống như một phép thuật. Sau này em mới hiểu ra rằng chỉ cần sớm khởi động phép thuật này một chút, có thể thu được lợi lớn hơn. Đúng là đồ đệ của tôi, nhưng cũng không biết là do học sinh xuất sắc hay là trình độ của thầy giỏi đây. Câu bông đùa của giáo sư Masu khiến cho không khí buổi hội thảo trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kẻ thù lớn nhất mà cuộc sống về hưu phải đối mặt chính là thời gian. Nếu bạn có sự chuẩn bị cho cuộc sống sau này càng sớm, gánh nặng của bạn sẽ càng ít đi. Nếu như hơn 20 tuổi đã bắt đầu chuẩn bị, sẽ không hề cảm thấy đó là gánh nặng. Nhưng hơn 40 tuổi mới bắt đầu, thì bạn sẽ phải chịu một sức ép khá lớn. Giáo sư Masu nhấp chuột, một bảng thống kê lại hiện ra trên màn hình. Tôi xin lấy ví dụ để chứng minh. Giả sử chúng ta bắt đầu tích lũy từ bây giờ cho đến khi 55 tuổi về hưu, số tiền dưỡng già của chúng ta tính theo mức giá hiện tại là 500 triệu won, tỷ lệ lợi nhuận do đầu tư mỗi năm là 10%. Nếu như bây giờ chúng ta 25 tuổi, mỗi tháng chỉ cần tiết kiệm 590.000 won là có thể thực hiện được mục tiêu đề ra. Nhưng nếu như 35 tuổi mới bắt đầu thì số tiền đó sẽ là 1.250.000 won, 45 tuổi là 3.330.000 won. Mọi người có thể thấy sự chênh lệch giữa các con số lớn đến thế nào. Thực sự là rất đáng kinh ngạc, tôi nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Nhưng tôi chỉ muốn khi điều kiện tốt lên một chút thì tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị tích lũy. Nhưng không nghĩ đến là do để lỡ thời cơ. Sau này lại phải trả cái giá đắt đến như vậy để bù đắp. Nhưng tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy thưa giáo sư? Người đàn ông ban nãy lớn tiếng cho rằng lẽ nào cả đời vất vả đến khi già lại phải nhìn thái độ của con cái để sống, thở dài nói. Điều này có liên quan đến hiệu quả của lãi suất kép mà ban nãy anh Chu Xúc Chu đề cập đến. Khác với việc chỉ tính lãi suất tiền gửi thông thường, khi tính lãi suất kép còn phải tính cả lãi suất có tiền từ gốc cộng với số lãi. Như vậy, lãi kép có được là do lãi cộng lãi theo thời gian càng lớn. Điều này giống với học thuyết hòn tuyết lăn. Như vậy, có thể nói, độ tuổi khác nhau thì số tiền chi tiêu mỗi tháng cũng sẽ khác nhau. Nếu như bắt đầu từ bây giờ tích lũy tiền dưỡng già, những sức ép sau này phải gánh chịu sẽ ít hơn nhiều. Ngoài ra còn có một điểm nữa, chúng ta còn phải chuẩn bị sản phẩm đầu tư. Khi lựa chọn sản phẩm đầu tư, tính an toàn sẽ là nhân tố được xem xét đầu tiên đúng không ạ, thưa giáo sư? Một phụ nữ ngoài 30 tuổi đã đưa ra ý kiến của mình. Tất cả mọi người đều gật gù tán thưởng và chờ đợi phản ứng của giáo sư Masu. Câu hỏi này của bạn rất hay, nhưng khi chuẩn bị tích lũy tiền dưỡng già, mọi người phải chú ý một điểm. Đó chính là không nên tin tưởng một cách mù quáng vào sản phẩm đầu tư an toàn. Chúng ta luôn tồn tại một suy nghĩ sai lầm, đó chính là cho rằng sản phẩm đầu tư an toàn có thể đảm bảo cho chúng ta có được một tương lai ổn định tuyệt đối.
Nhưng có một điều mà chúng ta không thể không nhắc đến, đó chính là phải đảm bảo lãi suất thu được phải cao hơn lạm phát. Điều này giống như một gáo nước lạnh dội lên đầu những người luôn tâm niệm, an toàn là trên hết. Tất cả mọi người trong phút chốc đều ngây ra. Mọi người đều đang chờ đợi lời giải thích tiếp theo của giáo sư Masu. Do các bạn ngồi đây có độ tuổi khác nhau, nên tôi lấy độ tuổi 35 để giải thích. Trong các ví dụ trước đây, chúng ta đặt ra lợi nhuận thu được từ đầu tư là 10%. Nhưng nếu chúng ta lựa chọn sản phẩm đầu tư an toàn được đảm bảo để đầu tư là gửi tiết kiệm ngân hàng có kỳ hạn, thì không thể nào đạt được lãi suất 10%. Hiện nay lãi suất ngân hàng có kỳ hạn chỉ là 4,5%, nhưng lãi suất thực tế sau khi trừ đi thuế thu nhập cá nhân chỉ là 3,8%. Vì vậy, để tích lũy đủ số tiền dưỡng già, mỗi tháng để ra 1.250.000 won chắc chắn là không đủ. Mà bắt buộc phải để ra số tiền là 2.580.000 won. Xin hỏi các bạn, ai có thể để ra mỗi tháng có được nhiều tiền như thế để gửi vào ngân hàng? Do đó, đối với những người mà thực lực tài chính có hạn, nếu muốn gia tăng lợi nhuận thì bắt buộc phải gánh chịu rủi ro nhất định. Việc tích lũy tiền dưỡng già là một quá trình rất dài, nhưng trong quá trình này, nếu cứ giữ quan điểm sản phẩm đầu tư rủi ro thấp sẽ được bảo hiểm, thì bạn sẽ thất bại. Với ví dụ tiêu biểu là sản phẩm tiền dưỡng lão 401.000 USD của Mỹ, trong đó có tới 65% là đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Ban nãy chúng ta tính lợi nhuận thu được hàng năm theo tỷ lệ 10%. Nếu như lợi nhuận là con số gấp đôi con số này, mỗi tháng chúng ta sẽ phải tiết kiệm bao nhiêu tiền ạ? Một cậu thanh niên hơn 20 tuổi đang làm việc ở công ty đầu tư rủi ro nêu câu hỏi. Quả đúng là người làm trong lĩnh vực đầu tư rủi ro luôn tâm niệm rủi ro cao, lợi nhuận cao. Khi lợi nhuận hàng năm là 10% thì sẽ phải tiết kiệm 1.250.000 won. 20% sẽ là 400.000 won. Bạn thấy thế nào? Con số ấn tượng đấy chứ? Khuôn mặt của cậu thanh niên đỡ căng thẳng hơn sau câu trả lời của giáo sư. Đừng đắm chìm trong cơn sóng bất động sản. Quan điểm thứ hai mà chúng ta cần phải gạt bỏ đó chính là lòng tin mù quáng vào sự tăng giá của bất động sản. Sau khi đến đất nước này, điều tôi cảm thấy kinh ngạc nhất đó là tình yêu gần như bệnh hoạn của mọi người đối với bất động sản hay là mua nhà. Đương nhiên điều này cũng có nguyên nhân lịch sử nhất định. Nhưng đây thực sự là một hiện tượng vô cùng nguy hiểm, bởi lẽ mọi người đã đem phần lớn thu nhập của cả đời để đầu tư vào nhà cửa, không chỉ tốn thời gian mà còn phải trả tiền vay ngân hàng. Điều này khiến cho chúng ta rất khó để thực hiện các khoản đầu tư khác, từ đó mất đi rất nhiều cơ hội đầu tư quan trọng. Xét từ góc độ đánh giá cơ hội, tổn thất là khá lớn. Nhưng nếu như giá nhà tăng thì chẳng phải là đã bù đắp được tất cả các tổn thất đó sao? Có người đã đưa ra giả thiết như vậy, Chu Suk Chun cười méo xẹo. Dĩ nhiên nếu như toàn bộ thế giới này đều chuyển động và vận hành theo như ý muốn của chúng ta thì quá tốt. Cũng giống như sự sụp đổ của nền kinh tế bong bóng ở Nhật, một khi giá bất động sản bị đóng băng, xin hỏi chúng ta sẽ sống thế nào? Câu hỏi đột ngột của giáo sư Masu khiến cả hội trường im phăng phắc, mọi người nhìn nhau nhưng không ai trả lời. Tuy mọi người không muốn nghĩ đến điều này, nhưng nhỡ điều đó xảy ra, e rằng sẽ gây ra sự thâm hụt về tài chính rất lớn cho mỗi gia đình. Chúng ta tiếp tục xem bảng thống kê bên trên. Một người ở độ tuổi 35 nếu như muốn khi 55 tuổi tích lũy được số tiền tương đương với giá trị là 500 triệu won tại thời điểm hiện tại, thì mỗi tháng phải tiết kiệm 1.310.000 won với mức lãi suất hàng năm là 10%. Nếu như lợi nhuận tăng lên là 15% thì mỗi tháng chỉ cần tiết kiệm 610.000 won. Nói là 610.000 won nhưng đây cũng là một con số không nhỏ. Vậy còn có cách nào khác không? Có thể giải quyết thông qua khoản tiền nhàn rỗi. Thông thường càng nhiều tuổi thì khoản tiền nhàn rỗi càng nhiều. Nếu như biết lợi dụng khoản tiền này, mỗi tháng chúng ta sẽ không cần phải tiết kiệm quá nhiều tiền dưỡng già đến vậy. Giả dụ bạn có 10 triệu won tiền dưỡng già
với lãi suất năm là 15% và tính theo cách tính lãi suất kép, sau 20 năm, số tiền tiết kiệm trên sẽ tăng lên là 163.670.000 won. Điều này sẽ làm giảm đi rất nhiều gánh nặng về tiền gửi tiết kiệm mỗi tháng của chúng ta. Ở một quốc gia mà bất động sản chiếm tỷ lệ cao trong tài sản này, chúng ta không thể đánh giá quá cao giá bất động sản mà phải căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân. Kiên quyết giảm tỷ trọng cho đầu tư bất động sản, dành sức lực cho việc tích lũy tiền mặt thông qua đầu tư tài chính chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu. Khoản tiền nhàn rỗi, lợi nhuận, thời gian đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Dưới đây, chúng ta xem với khoản tiền nhàn rỗi và tỷ lệ lợi nhuận đã định, mỗi tháng chúng ta sẽ phải dành ra bao nhiêu tiền dưỡng già. Trên màn hình lại xuất hiện một bảng thống kê có chút thay đổi so với bảng thống kê trước đó. Nếu như quan sát kỹ bảng thống kê phía sau lưng tôi, các bạn sẽ phát hiện ra rằng khi còn trẻ, cho dù là khoản tiền nhàn rỗi rất ít nhưng cũng có thể giảm đi rất nhiều khoản tiền cần tiết kiệm mỗi tháng. Nhưng ngược lại, tuổi càng cao, để giảm bớt số tiền tiết kiệm mỗi tháng, số tiền nhàn rỗi cũng cần nhiều hơn rất nhiều. Đây chính là nguyên nhân tại sao chúng ta nói rằng phải sớm chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu. Có lẽ trong số các bạn ngồi đây có người luôn nghiêng về đầu tư bất động sản. Vậy thì bây giờ rất cần thiết phải suy nghĩ lại xem có nên giảm bớt tỷ lệ dành cho đầu tư bất động sản trong cơ cấu tài sản của mình. Học cách lợi dụng khoản tiền nhàn rỗi để tạo ra hiệu quả lãi suất kép. Mỗi tháng sẽ giảm được tiền tiết kiệm dành cho cuộc sống sau này. Hy vọng các bạn có thể căn cứ vào tình hình tài chính của bản thân để đưa ra một tỷ lệ phù hợp cho khoản tiền nhàn rỗi và tiền tiết kiệm mỗi tháng nhằm chuẩn bị cho cuộc sống sau này của chính mình. Nên đầu tư vào giáo dục cho con cái hay cuộc sống sau khi về hưu? Cùng với những nội dung ngày càng cụ thể, mọi người cũng tập trung hơn. Tất cả mọi người đều lấy sổ hoặc máy tính để ghi chép lại nội dung bài nói chuyện của giáo sư Ma Sư. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về vấn đề chi phí giáo dục cho con cái. Đây cũng là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Tôi tin rằng mức độ cuồng nhiệt trong giáo dục cho con cái của các bạn cũng không kém gì bất động sản và dường như đã tăng đến mức như một hiện tượng sùng bái tôn giáo. Tiêu tiền thì không cần phải nói, một số phụ huynh mà tôi từng tiếp xúc cho biết những lúc cần thiết, thậm chí họ sẽ hy sinh cả bản thân để cho con cái có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất. Chúng ta cũng không nên chỉ nhìn vào mặt không tốt của nó. Để con cái nhận được sự giáo dục tốt nhất, kỳ thực cũng là một loại đầu tư. Sau này đợi đến khi đơm hoa kết trái, chắc chắn sẽ có được báo đáp. Nói thẳng ra rằng, bây giờ để bọn trẻ học nhiều một chút, đợi đến khi chúng lớn thì tiền lương chẳng phải sẽ cao hơn sao. Do đó đây không thể gọi là tiêu tiền oan uổng được, mọi người thấy có đúng không ạ? Có người đã phát biểu ý kiến ngược lại với quan điểm của giáo sư và còn hy vọng nhận được sự ủng hộ của người khác. Đúng vậy, nhiều người đã lên tiếng hưởng ứng. Quả thật vấn đề giáo dục của con cái đúng là một chủ đề nhạy cảm. Tôi không phủ nhận giáo dục là một kênh đầu tư rất ổn. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong hoàn cảnh giáo dục rất nóng và sự thôi thúc của tâm lý cạnh tranh như hiện nay, chi phí dành cho các khóa học ngoại khóa đã tăng chóng mặt, vượt qua mức mà những gia đình bình thường có thể chịu đựng được. Thời gian học của con cái trong một gia đình bình quân là 20 năm. Điều này có nghĩa là với khoảng thời gian 20 năm đó, về cơ bản bạn không còn khả năng để có thể tiếp tục đầu tư vào cái khác. Giáo sư Ma Sư lại bổ sung thêm, chi phí dành cho giáo dục con cái chính là xung đột lớn nhất của cuộc sống nghỉ hưu. Cho dù không thể đầu tư vào những cái khác thì phần lớn phụ huynh vẫn lựa chọn đầu tư giáo dục cho con. Bởi vì đợi sau khi chúng ta già, người duy nhất mà chúng ta có thể nương tựa chỉ có thể là con cái của chúng ta mà thôi. Không thể chỉ nghĩ về bản thân mà coi nhẹ việc học hành của con cái, nếu không trong tương lai con cái chúng ta chắc chắn sẽ oán hận chúng ta. Tóm lại là tôi không muốn bọn trẻ oán hận mình. Một người đàn ông hơn 40 tuổi với cặp kính cận dày đã đưa ra quan điểm của mình như trên. Đúng vậy,
con người ta học cái này cái nọ, chỉ mỗi con mình không học, như vậy làm sao có thể được? Một phụ nữ ngồi cạnh Chu Sốc Chuồn lầm nhầm. Tất nhiên, quyền lựa chọn là ở các bạn. Nhưng thực sự chúng ta cần phải bình tĩnh lại để suy xét, vì việc học hành của con cái thậm chí không hy sinh tất cả, bao gồm cả đối mặt với cuộc sống sau khi về hưu. Làm như vậy có thật sự là vì con cái không? Nếu như khó có thể đồng thời gánh vác chi phí học hành của con cái và chuẩn bị tiền dưỡng già, vậy thì bắt buộc phải có sự ưu tiên cái nào trước, cái nào sau. Nếu chúng ta quyết định đặt cuộc sống nghỉ hưu ra sau, hết sức ủng hộ việc học của con, vậy thì sau này sẽ để con cái gánh gánh nặng, nuôi dưỡng mình. Ngược lại, nếu chúng ta có thể hy sinh một chút đầu tư việc học của con cái, thì con cái chúng ta sẽ không phải gánh gánh nặng này nữa. Sau khi giáo sư Masu đưa ra quan điểm cuộc sống nghỉ hưu không được chuẩn bị trước sẽ là gánh nặng cho con cái, cả hội trường im phăng phắc. Dưới đây, tôi mời các bạn xem một bức thư của người đã từng tham dự buổi diễn thuyết của tôi. Một bức thư hiện lên trên màn hình. Tôi là một phụ nữ làm công việc nội trợ 40 tuổi. Con gái năm nay đã học đại học năm thứ 3. Con trai đang ôn thi đại học. Năm ngoái, cháu đã thi đỗ vào trường XX. Nhưng sau này, cháu lại muốn thi vào trường tốt hơn. Do đó, sau khi đã nộp tiền đăng ký và xin bảo lưu, cháu lại tiếp tục học các lớp ôn thi đại học. Chồng tôi đã thở dài sau khi xem biên lai học ở lớp ôn thi đại học của con trai. Mấy hôm trước, chồng tôi lại thở dài sau khi đọc được trên báo một bài viết. Bạn đã chuẩn bị gì cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu? Giám đốc Vương năm nay 45 tuổi, ông sẽ nghỉ hưu vào năm 60 tuổi. Giả sử trong vòng 20 năm, từ 60 tuổi đến 80 tuổi, số tiền chi tiêu mỗi tháng là 2 triệu won. Vậy thì khi 60 tuổi, ông bắt buộc phải tích lũy đủ 620.000 won tiền dưỡng già. Nếu muốn trong vòng 15 năm tích lũy đủ số tiền trên, bắt đầu từ bây giờ, mỗi tháng phải tiết kiệm 1 triệu 490.000 won, đầu tư vào sản phẩm lãi kép với lợi nhuận năm là 10%. Hoặc mỗi tháng phải đầu tư 2 triệu 520.000 won, đầu tư vào sản phẩm lãi kép với lợi nhuận năm là 4%. Theo như bài báo, mỗi tháng phải đầu tư ít nhất là 1 triệu 500.000 won tiền dưỡng già. Do tôi luôn kiên trì mỗi tháng đầu tư 2 triệu won cho việc học của con cái. Do đó, ông xã rất lo lắng cho cuộc sống sau này. Ông ấy luôn phản đối tôi, cả ngày nếu không than vãn thì lại thở dài. Tuy rằng tôi cũng không muốn khi về già là gánh nặng của con cái, nhưng cũng không thể không quan tâm đến tiền học phí của con chị và tiền học thêm của thằng em. Do đó, 2 triệu won này, cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể coi là tiền dưỡng già được. Những người làm cha mẹ như chúng ta dường như dành tất cả cho con cái, nhưng cuộc sống sau khi về hưu của chúng ta thế nào? Gần đây, báo chí liên tục đưa tin nhiều người già đã hy sinh cả đời cho con cái, nhưng đến khi về già lại là một cuộc sống cô đơn khổ cực. Đọc những bài báo như vậy, tôi lại càng cảm thấy rằng mong muốn con cái là chỗ dựa cho mình lúc về già là điều khó có thể thực hiện được. Nếu cứ nghĩ như vậy thì chẳng khác mình đang tự lừa dối mình. Ngay như thế hệ chúng ta đang chăm lo cho cha mẹ lúc về già đã gặp phải những khó khăn nhất định, huống hồ là sau này, chắc chắn sẽ có khó khăn hơn nhiều. Chúng ta làm sao có thể hy vọng con cái sẽ chăm sóc chúng ta đây? Tất cả mọi người đều rất căng thẳng khi đọc bức thư trên, hình như mọi người đang suy nghĩ điều gì đó. Thực ra, qua chuyện của Nữ Bông Song, Chu Sốc Chun đã sớm nhận ra rằng đầu tư quá nhiều vào việc học của con tồn tại rất nhiều vấn đề, nên anh gật gù đọc những dòng chữ trên màn hình máy chiếu. Vấn đề này quả thực rất khó để chúng ta đưa ra quyết định. Thường xuyên có người nhờ tôi tư vấn cho việc tích lũy tiền dưỡng già. Những người trong độ tuổi từ 30 đến 50 đều cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của việc tích lũy khoản tiền này. Nhưng trong đó có rất nhiều người lại than vãn rằng mình không lấy đâu ra tiền để làm việc đó. Vậy tôi xin hỏi, nếu như việc học của con cái cần đến tiền, lẽ nào bạn vẫn giữ quan điểm như vậy? Cho dù thế nào cũng không trả tiền học phí của con.
tôi nghĩ rằng chắc chắn các bạn sẽ bằng mọi cách để lo đủ tiền học cho con. Do đó, để họ lựa chọn cuộc sống sau khi nghỉ hưu hay việc học hành của con cái, nhiều người sẽ cảm thấy rất khó khăn. Nhưng kỳ lạ là, từ câu hỏi này, chúng ta lại có thể dễ dàng có được đáp án. Khi giáo sư Masu nói đến đây, cả hội trường bỗng chốc trầm hẳn xuống. Mọi người đều đang lắng nghe giáo sư nói. Nếu như con cái của các bạn đã đến tuổi hiểu được sự đời, tôi kiến nghị các bạn trực tiếp hỏi các cháu. Nếu con các bạn còn nhỏ, các bạn có thể đứng từ góc độ của bọn trẻ để suy nghĩ vấn đề này. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu không chỉ là riêng của chồng với vợ, mà nó còn liên quan đến tương lai của bọn trẻ. Nếu con cái bạn chăm lo cho bạn, thì trong 29 năm làm việc của chúng, nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ của con bạn sẽ là 26 năm. Cứ như vậy, niềm hy vọng vào sự thành đạt của những đứa con mà bạn vô cùng yêu quý sẽ rất khó khăn để trở thành hiện thực. Do đó, vì con cái mà hy sinh cuộc sống sau khi nghỉ hưu, dồn hết tất cả cho việc học hành của con cái, về khách quan không hề có lợi cho tương lai của chúng. Nên theo tôi, các bạn phải đặt cuộc sống sau khi nghỉ hưu lên trước việc học hành của con cái. Cũng như vậy, những khoản chi dành để mua nhà hoặc mua xe cũng chỉ có thể xếp sau những thứ này. Với tầm quan trọng như vậy, cho dù sau này chúng ta có gặp khó khăn về kinh tế, cũng không được lấy số tiền dưỡng già đó dùng vào việc khác, bắt buộc phải chia ra để quản lý. Hy vọng các bạn hãy lập tức hành động. Trước tiên, thử dùng 10% số tiền học của con cái chuyển thành tiền dưỡng già. Sau khi giáo sư Masu nói xong, cả hội trường im phăng phắc. Tất cả mọi người không ai nói một lời. Ai cũng đang trầm tư suy nghĩ. Giáo sư để mọi người nghỉ giải lao 10 phút. Mọi người liên tục kéo nhau ra hành lang. Chú Sốc Chun cũng ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối, từng câu, từng lời của giáo sư lại hiện ra trước mắt anh. Trong đó, câu nói, cho dù vui vẻ hiện thời, cũng đừng quên mất tuổi già thê lương, luôn in đậm trong tâm trí anh. Lo lắng của tôi có trở thành hiện thực không? Tuyệt đối không thể, nhất định không thể để mọi thứ xảy ra giống như những gì giáo sư Masu nói. Điều gì quan trọng nhất thì phải lập tức hành động ngay. Huyễn hoặc và sai lầm ở đây, đó là bây giờ bận thế này, làm gì có thời gian và sức lực để nghĩ đến chuyện của 30 năm sau. Đợi đến khi thật sự nghỉ hưu, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng ý kiến của chuyên gia là, sự chuẩn bị của ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của bạn 30 năm sau. Một cuộc sống về hưu không có sự chuẩn bị chắc chắn sẽ khiến bạn hối hận. Điều quan trọng là bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu ngay từ bây giờ. Có 3 tài sản lớn trong tay, cả đời sẽ không lo thiếu thốn. 10 phút giải lao nhanh chóng trôi qua, mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình. Chu Sốc Chun cũng uống hết cà phê trong cốc và trở về chỗ bật máy tính. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, đèn trong hội trường tối lại, trên màn hình lại xuất hiện một nội dung mới, mọi người vội vàng nghiền cổ lên nhìn. 3 tài sản lớn. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay là về vấn đề tích lũy. 3 tài sản lớn trong cuộc đời. Xin hỏi có ai biết 3 tài sản lớn đó là tài sản gì không ạ? 3 tài sản lớn có phải là cổ phiếu, tiền tiết kiệm và bất động sản không ạ, thưa giáo sư? Một người trung niên đeo kính gọng vàng tự tin trả lời. Chu Sốc Chun cũng nghĩ như vậy, nhưng giáo sư Masu lại mỉm cười, dường như ông đã đoán được trước câu trả lời của mọi người. Mỗi khi tôi đưa ra câu hỏi này, trong đầu rất nhiều người đều xuất hiện 3 thứ tài sản là cổ phiếu, tiền tiết kiệm và bất động sản. Nhưng 3 tài sản lớn mà tôi muốn đề cập ở đây, chúng ta không thể dùng tay chạm vào, nhưng quả thực lại có thể lo cho tương lai của chúng ta. Trong danh sách tài sản của các bạn, tuyệt đối không thể thiếu chúng. Câu nói của giáo sư Masu khiến đầu óc của Chu Sốc Chun bắt đầu phải làm việc. Nếu 3 tài sản lớn không phải là cổ phiếu, tiền tiết kiệm và bất động sản, thì là cái gì đây? Trong khi anh đang vắt óc suy nghĩ thì dưới dòng 3 chữ tài sản lớn lại xuất hiện 3 dòng chữ mới. 3 tài sản lớn: 1. Tài sản bảo đảm. 2. Tài sản dưỡng già.
3. Tài sản đầu tư. Bảo đảm, dưỡng già, đầu tư. Chu Sốc Chun cảm thấy khá mơ hồ. Theo anh, đã nói là tài sản thì nên là những mục cơ bản trong quản lý tài chính. Tại sao trên màn hình lại xuất hiện những danh mục như vậy? Những đại biểu tham gia khác cũng nghi hoặc hoặc giống như Chu Sốc Chun. Bạn nãy tôi đã nói rất rõ ràng, tôi gọi những tài sản này là tài sản gánh trách nhiệm cho tương lai. Hiện nay trong tay các bạn có bao nhiêu tiền, tôi không quan tâm. Tài sản mà các bạn chuẩn bị cho tương lai mới là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn vào ngày hôm nay. Khuôn mặt giáo sư Masu nở nụ cười, dường như phản ứng kinh ngạc của mọi người khiến ông cảm thấy rất thú vị. Chuẩn bị tốt cho tài sản bảo đảm. Trên màn hình lại xuất hiện một dòng chữ như trên, giáo sư Masu tiếp tục giải thích. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhận biết tài sản bảo đảm trong 3 tài sản lớn dưới đây. Sự nỗ lực làm việc của các bạn được đổi thành thu nhập cố định. Nhưng nếu như rủi ro rơi xuống đầu các bạn, ví dụ như bản thân bạn hoặc người thân trong gia đình lâm bệnh nặng hoặc gặp phải tai nạn, sẽ phải bỏ ra số tiền lớn. Và nếu không may, những biến cố này sẽ xảy ra khi bạn 40-50 tuổi, độ tuổi thu không đủ chi. Điều dễ thấy nhất là tài chính của gia đình bạn sẽ gặp phải khó khăn lớn. Lúc đó e rằng mặt trời cũng khó có thể mọc lên từ phía đông. Để đối phó với tình hình này, chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị tiền bảo hiểm. Đây cũng chính là khoản tiền mà mọi người thường nhắc đến, bảo hiểm. Giáo sư Masu nhấn mạnh để ứng phó với tình hình đột xuất xảy ra, bắt buộc phải mua bảo hiểm và xu thế chính là tìm một chuyên gia bảo hiểm để tư vấn. Điều này khiến Chu Sốc Chun nghĩ đến mấy năm trước một chuyên gia bảo hiểm cũng từng nói những câu đáng sợ như vậy và ông ta khuyến khích anh mua bảo hiểm. Sau khi cùng giáo sư Masu nói về chuyện của Song Hyung Song, Chu Sốc Chun đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc mua bảo hiểm. Nhưng do hiện nay vẫn chưa thể hưởng được những quyền lợi bảo hiểm đem lại, nên anh vẫn do dự chưa đưa ra quyết định. Bảo hiểm quả thực có thể giúp chúng ta vượt qua một số khó khăn, nhưng chi phí của các loại bảo hiểm là không nhỏ. Nói thực lòng, tôi luôn cảm thấy bỏ tiền ra mua bảo hiểm giống với việc ném tiền xuống vệ đường. Quá là sót. Hơn nữa, sau khi bảo hiểm đến hạn, một phần tiền gốc sẽ không lấy lại được, do đó tôi không hào hứng lắm với việc này. Có người đã nói ra suy nghĩ của mình, Chu Sốc Chun cảm thấy rất vui, không ít người cũng hưởng ứng với quan điểm của người đó. Chúng ta không thể coi việc mua bảo hiểm là ném tiền qua cửa sổ. Khi những rủi ro xảy ra và khiến chúng ta gặp khó khăn về tài chính, bảo hiểm chính là một vũ khí an toàn có thể cứu giúp chúng ta khắc phục khỏi khó khăn. Tóm lại, đó chính là tài sản bảo đảm của chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta quan sát kỹ các sản phẩm bảo hiểm, sẽ phát hiện ra rằng tiền của chúng ta không hề lãng phí, ngược lại nó còn có thể thỏa mãn nhu cầu quản lý tài chính của chúng ta. Giáo sư Masu khẳng định lại, bảo hiểm là một loại tài sản xuất sắc đủ có để bù đắp tổn thất về kinh tế khi chúng ta gặp phải biến cố trong tương lai. Và ông kiến nghị mọi người nên đi tìm các chuyên gia tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp để tư vấn. Căn cứ vào tình hình tài chính hiện nay của bản thân và tình trạng của bản thân để lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Thưa giáo sư, tôi rất đồng ý với quan điểm phải có trong tay tài sản bảo hiểm của ông. Cách đây không lâu, một giám đốc bộ phận của công ty khách hàng của chúng tôi do bị ung thư nên phải làm phẫu thuật. Nếu trước đó ông ta không mua bảo hiểm thì ông ta phải bỏ ra gần 20 triệu won. Công ty cũng không thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho ông ta. Một số người có được khoản tiền dự trữ đủ để chi trả hoặc có thể không cần phải suy nghĩ về chuyện này. Nhưng đối với hầu hết mọi người, cho dù là còn phải trả các khoản nợ khác thì cũng nên đầu tư vào phương diện này. Người vừa nói những lời này còn cho biết thêm, sau khi ông ta đi khảo sát hết những người bệnh ở một bệnh viện và đã rất nhanh chóng đưa ra quyết định mua bảo hiểm ung thư và bảo hiểm nhân thọ. Rất nhiều người đã bắt đầu lung lay sau khi nghe câu chuyện của ông. Đúng vậy, bảo đảm mà bảo hiểm cung cấp trên thực tế là một loại bảo đảm bằng tiền cho tương lai. Khi còn khỏe mạnh, bạn nên bỏ ra từ 5-8% thu nhập để làm tài sản bảo đảm. Bạn sẽ có thể giải quyết được với những việc xảy ra đột xuất. Giáo sư Masu lại nhìn về hướng màn hình, nhẹ nhàng ấn nút điều khiển trong tay. Trên màn hình lại xuất hiện một nội dung khác.
chuẩn bị tốt tài sản dưỡng già. Sau khi có được tài sản bảo đảm, chúng ta nên xem xét đến tài sản dưỡng già. Ban nãy tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc sống sau khi về hưu, nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Giáo sư Masu uống một ngụm nước và tiếp tục nói. Về hưu đồng nghĩa với việc sau này sẽ không còn thu nhập nữa. Khi còn trẻ, các bạn còn có thể gánh vác chi tiêu của gia đình bằng thu nhập, nhưng sau khi về hưu sẽ không còn thu nhập nữa. Vì vậy, lúc trẻ phải dự trù trước các khoản chi phí trong tương lai. Đương nhiên, đứng từ góc độ nhà nước mà nói, chế độ tiền dưỡng lão được thành lập chính là để giải quyết tình hình này. Các bạn ngồi đây hôm nay đều là những người làm công ăn lương, nên phần lớn đều dùng một phần tiền lương mỗi tháng để nộp vào tiền dưỡng lão, đúng không ạ? Tiền dưỡng lão? Chú Sốc Chun biết tiền dưỡng lão tồn tại rất nhiều vấn đề, bản thân anh cũng không coi trọng khoản tiền này, nên khi giáo sư Masu nhắc đến vấn đề này, cả hội trường bỗng ồn ào hẳn lên. Nhưng trên thực tế, tiền dưỡng lão không hề an toàn. Với xu thế phát triển hiện nay, chắc chắn sẽ có ngày cạn kiệt. Hiện nay chẳng phải có tin đồn rằng tiền dưỡng lão thu không đủ chi đó sao? Tôi đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng và biết rằng tiền dưỡng lão hiện nay tồn tại rất nhiều vấn đề. Hôm nay nếu như tôi đã phê phán chế độ tiền dưỡng lão của chính phủ, đương nhiên là không hợp lý. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó chính là sau khi các bạn về hưu, chỉ dựa vào tiền dưỡng lão chắc chắn là không đủ. Do đó, chúng ta bắt buộc phải tích lũy khoản tiền đó bằng cách tăng thêm tiền dưỡng lão hoặc tiền tiết kiệm. Trước đó, Chu Sốc Chun mỗi khi cùng người khác bàn luận về tiền dưỡng lão, anh luôn chế nhạo chính phủ, chưa từng xem xét các chính sách tương ứng. Nhưng càng cười nhạo lại càng khiến người khác cảm thấy anh đã từng rất tin vào tiền dưỡng lão. Giáo sư Masu đã nhìn thấu suy nghĩ của Chu Sốc Chun, tiếp tục nói. Nói như vậy, nếu không muốn tương lai của bản thân sẽ nhận được sự bảo lãnh an toàn nhất, chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân, chứ không thể hy vọng vào người khác. Tiền dưỡng lão cũng như vậy, nó có thể không ổn định giống như những gì mà bạn lo lắng. Cũng có thể giống như một tài sản khi về hưu mà chính phủ hứa hẹn. Vậy phải làm thế nào? Có phải chúng ta có chút do dự? Rốt cuộc phải tin ai bây giờ? Mặc dù chúng ta không thể đưa ra quyết định ngay, vậy thì chúng ta hãy tìm ra thứ mà chúng ta có thể xác định thêm vào tiền dưỡng lão cá nhân hoặc tiền tiết kiệm đều xuất phát từ nguyên nhân này. Ngoài tiền dưỡng lão, xét từ góc độ luật pháp, bạn còn có thể nhận được một sự đảm bảo. Các bạn có biết đó là gì không? Vậy sao? Nhà nước còn có thể dành sự đảm bảo khác cho chúng ta? Mọi người cảm thấy rất kinh ngạc. Các bạn xem ra thật sự không biết, đáp án của câu hỏi này chính là tiền dưỡng già hoặc tiền hưu trí. Khi chúng ta về hưu, số tiền hưu trí có được là một tài sản dưỡng già rất tuyệt. Ai già, tôi đã lĩnh hết rồi và đem số tiền đó đi trả tiền vay ngân hàng để mua nhà. Một người đàn ông ngồi trong góc phòng lo lắng nói. Giáo sư Masu nhìn khắp lượt hội trường và tiếp tục nói. Tiền hưu trí là một tài sản dưỡng già rất quan trọng, vì vậy không thể tiêu hết trước khi về hưu. Cũng không thể lăn lộn với các tài sản khác. Coi tiền hưu trí là tài sản dưỡng già để quản lý riêng với các khoản tiền khác là một điểm hết sức quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là phải bắt đầu từ ngày hôm nay chuẩn bị tài sản dưỡng già cho bản thân. Mọi người đều tán thưởng ý kiến của giáo sư, tất cả đều bị hấp dẫn bởi nội dung buổi diễn thuyết. Nếu tính theo thu nhập của cá nhân, cần phải chuẩn bị bao nhiêu tài sản dưỡng già mới đủ ạ? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng thực tế lại là do ảnh hưởng của các nhân tố, mỗi tháng bỏ ra 1.000 won đã thành vấn đề, nhưng sau khi chúng ta có một tiêu chuẩn thì sự việc lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhìn chung, tôi thường kiến nghị mọi người để ra 15% thu nhập mỗi tháng làm tài sản dưỡng già. 15%, tất cả mọi người đều lầm nhầm con số này. Giáo sư Masu lại nhấp chuột, trên màn hình xuất hiện nội dung cuối cùng. Chuẩn bị tốt cho tài sản đầu tư. Tài sản cuối cùng mà chúng ta cần phải chuẩn bị đó là tài sản đầu tư. Nó bao gồm nhà cửa để chúng ta sinh sống, tiền học của con cái và chi phí cưới xin cho chúng, khoản tiền nhàn rỗi.
Thông thường, mọi người luôn dành toàn bộ tài sản có được coi là tài sản đầu tư và liệt kê cả khoản tiền vay ngân hàng để mua nhà, mua xe ô tô vào danh sách tài sản đầu tư. Nhưng tài sản đầu tư mà tôi muốn đề cập ở đây là những tài sản có thể sử dụng mà không hề có quan hệ đến các khoản nợ. Theo như giáo sư nói, nhà cửa và xe cộ dùng tiền vay ngân hàng để mua thì không thể liệt vào danh sách tài sản. Nhưng những tài sản đó rõ ràng mang tên tôi, chẳng nhẽ lại không phải là tài sản của tôi chăng? Chu Súc Chun cười thầm khi có người hỏi câu hỏi giống như mình trước đây. Ô tô và nhà cửa mà hiện nay các bạn đang ở, mặc dù mang tên của các bạn, nhưng để có được những thứ đó, các bạn phải vay tiền ngân hàng. Hơn nữa còn phải trả chi phí, do đó không thể gọi là tài sản đầu tư. Những tài sản này càng giống với tài sản xa xỉ hơn, là tài sản mang tính chi phí. Vì hạnh phúc của cả gia đình, khi mua nhà bắt buộc chúng ta phải lựa chọn một căn nhà phù hợp với thực lực kinh tế của mình. Tốt nhất là tiền gốc và tiền lãi ngân hàng phải trả mỗi tháng khống chế trong phạm vi 30% thu nhập. Ngoài ra, chúng ta cũng phải nói thêm một chút về vấn đề học hành của con cái mà trước đó chúng ta đã từng tranh luận. Nó chỉ xếp sau một chút tài sản dưỡng già. Những điều này không có nghĩa là chúng ta không cần tích lũy phần tài sản đầu tư này. Các bạn phải nhớ một điểm này, tài sản bảo đảm và tài sản dưỡng già mà chúng ta nhắc đến trước đó là hai loại tài sản quan trọng mà chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị. Cho dù chúng ta đang phải trả nợ, cũng không được coi nhẹ khoản tiền này. Tài sản đầu tư lại là thứ tài sản chúng ta phải chuẩn bị sau khi chúng ta trả hết mọi khoản nợ nần. Chẳng mấy chốc, buổi hội thảo đã sắp kết thúc, mọi người dường như ngày càng đắm chìm hơn trong bài diễn thuyết của giáo sư Masu. Chu Súc Chun cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt để chỉnh lý lại những nội dung mà trước đây anh đã nói chuyện với giáo sư. Do đó, anh cảm thấy rất hài lòng với những gì thu được. Cho dù các bạn không thể trở thành triệu phú, thì chỉ cần chuẩn bị 3 tài sản lớn này, cả đời bạn cũng sẽ không bao giờ gặp phải khó khăn về kinh tế. Tôi dám khẳng định điều này là có lý của nó. Nếu chẳng may bạn mắc bệnh hiểm nghèo hoặc từ giã cõi đời này, tài sản bảo đảm có thể bảo vệ cả gia đình bạn. Nếu sau khi nghỉ hưu bạn mất đi thu nhập cố định thì tài sản dưỡng già và tài sản đầu tư có thể bảo vệ cho chính bản thân bạn. Những câu nói này của giáo sư Masu khiến Chu Súc Chun cảm thấy xấu hổ. Bản thân anh trước đây chỉ chúi mũi vào cổ phiếu, anh luôn mơ tưởng mình sẽ nhẹ nhàng kiếm được tiền. Trên thực tế, những gì anh làm cho bản thân và gia đình để chuẩn bị cho tương lai lại vô cùng ít ỏi. Rất nhiều người đều cho rằng chỉ cần bản thân phát tài, trở thành triệu phú thì tất có cuộc sống hạnh phúc. Thực ra, nếu như các bạn có thể chuẩn bị tốt 3 tài sản lớn với điều kiện không còn nợ nần, tôi tin tưởng rằng cuộc sống của các bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với bất kỳ một triệu phú nào. Bài nói chuyện của tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đèn trong hội trường bật sáng, giáo sư Masu cúi chào mọi người. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay để cảm ơn bài nói chuyện thú vị và đầy ý nghĩa của giáo sư. Chu Súc Chun cũng ra sức vỗ tay để bày tỏ lòng cảm ơn đối với giáo sư đã giúp mình vứt bỏ quan niệm sai lầm về tiền bạc, giúp bản thân tìm ra phương hướng đúng đắn cho cuộc đời mình.